chào cả nhà mình nha. Thì bữa nay em sẽ làm món mắm kho nha cả nhà. Mắm kho cá rô phi. Thì em đã mua con cá rồi nè cả nhà. Đó, con cá rất là to. Nói chung là nãy em tính chiên mà thôi, làm món mắm kho đi chấm rau cả nhà. Đó, thì em mua con cá rô phi là 1,3 kg nha cả nhà. Thì bây giờ em sẽ làm món mắm kho. Thì bây giờ em sẽ bắt bếp lên để em kho kho mắm để em luộc. Rồi bây giờ tiếp theo là em sẽ lấy một cái nồi nữa để em chiên cá nha cả nhà. Bây giờ em sẽ lấy cái chảo này để em chiên cá. Em chiên sơ con cá cho con cá nó săn lại rồi bắt đầu em sẽ luộc mắm vô. Rồi mình bắt sôi lên mình sẽ thả cá vô nha cả nhà. Mắm đã sôi rồi, em tắt bếp đi. Làm không kịp. Sôi rụt cá ra, rụt cái con mắm nó rụt ra thành nước hết rồi thì mình sẽ luộc nha cả nhà. Dầu rồi mà quên mua cái chai dầu, lấy cái hũ dầu còn để. Thì mình sẽ bỏ cá vô. Ủa, bỏ tỏi vô trước. Con cá cái đầu mừng cho má. Bự dữ lắm cả nhà. Đó. Con cá này theo lẻ ra chiên nó cũng ngon nữa nha cả nhà. Mà thôi. Em đem đi kho, em kho mắm. Mắm em luộc rồi. Mắm em kho rồi mà em chưa luộc đó. Kho nhừ ra hết rồi bắt đầu chút em luộc, luộc vô đi. Em chiên mắm ơi, cá này cho nó săn lại đi rồi bắt đầu em bỏ qua cái nồi. Bỏ qua cái nồi rồi bắt đầu em sẽ luộc mắm vô thì mình sẽ kho. Thì tiếp theo thì em sẽ luộc mắm nha cả nhà. Em sẽ luộc mắm. Mắm xong rồi mình sẽ kho cho nó sôi lên rồi bắt đầu em mới bỏ cá vô. Mình lột cho con mắm nó hết thịt luôn nha cả nhà. Nó hết thịt rồi bắt đầu rồi.
còn xương không thì mình mới kho, mình lấy cái nước đó mình kho. Xong rồi bắt cái mắm nó sôi lên rồi mới thả cá vô. Rồi mắm bây giờ đã sôi lên thì em sẽ bỏ cá vô nha cả nhà. Ui dừa, cá nó bự lắm cả nhà ơi, bỏ không có dừa với cái nồi này. Còn một khứa nữa, còn khứa nữa sao bỏ dừa nha. Sáng em kho mắm tính em kho thịt cả nhà, mà ông xã em cũng nói thôi ăn thịt hoài kho thịt hoài ngán quá cho nên em mới mua con cá em kho. Chứ em tính kho thịt đó thì mình sẽ bỏ bỏ tép bạc đồ vô cũng được, còn giờ em kho cá thì em kho cá không, không có bỏ tép. Em sẽ vào cái dầu chiên nãy qua này đi. Thì mình sẽ kho mắm ăn cơm cả nhà. Thì mắm thì sẽ có rau sống để chấm nha cả nhà. Thì em sẽ rửa rau sống để hồi mình chấm với mắm ăn cơm. Rửa trộn lặt nước súng luôn để bên, còn hai trái dưa leo rửa luôn, hai cái dưa leo trong tủ. Cái lỗ bự trộn rồi. Thì bây giờ mắm chín thì em cắt ớt với bỏ hành vô nhìn cả nhà. Chị này bà kéo con cá xong rồi hụi dữ luôn á, con cá rô phi nhìn cả nhà, mà bự một ký mấy luôn, rất là ngon cá. Mà sao ngộ cả nhà, con cá rô phi hơn cá gì thì nó bự thì mình dám ăn, mà sao con cá trê
nó bự quá không dám ăn cả nhà. Con cá trê dai á, cá trê dừa mà kéo lên mà bự vậy là không dám ăn, ớn sao không biết. Con cá bự không dám ăn, còn con cá phi vậy mà nó bự thì em dám ăn, không biết sao kỳ. Em thấy cá trê bự em sợ. Cá trê nó bự quá em thấy em sợ, còn con cá phi nó bự thì em không sợ. Cá phi bự nó ngon, thịt nó ngon cả nhà. Còn cá trê nó bự quá em thấy em sợ quá, không dám ăn. Em sẽ cắt ớt vào đây luôn. Cắt vô cho cay cho ngon. Xong. Rồi thì món mắm kho của em đã xong rồi nha cả nhà. Thì mình sẽ ăn cơm thôi. Đó, cái nồi mắm kho của em á, em đã kho xong rồi cả nhà nè. Đó, nó sôi đó, cả nhà thấy không? Sôi sùng sục. Đó. Ngon lắm cả nhà, em nêm rồi. Nêm rồi vừa ăn lắm. Ngon lắm, cái này chấm rau. Rồi thì mình tắt bếp đi. Mình sẽ múc ra tô mắm ra nha cả nhà để mình ăn cơm. Em là em phái ăn đầu cá lắm cả nhà. Em sẽ múc cái đầu cá. Đó. Và em sẽ múc một cái đuôi. Cái đầu với cái đuôi là cũng đủ con cá rồi cả nhà. Đó, em sẽ ráp thành con cá. Còn cái khúc giữa bự lắm cả nhà ơi, khúc giữa bự chà bá luôn. Quá trời ngon là cả nhà ơi. Em sẽ múc được cái dĩa luôn. Hả, mình ăn mắm là con ruồi nó tới hả cả nhà. Thì bây giờ em mời cả nhà ăn cơm cùng em nha. Này là mắm em kho đó cả nhà. Con cá rô phi á, chỉ có khúc đầu với khúc đuôi thôi, còn một khúc giữa nó dài vậy nè cả nhà mà bự lắm. Đó thì em lấy khúc đầu với khúc đuôi, tại em thích ăn cái đầu. Đó thì em múc lên một dĩa mắm nha cả nhà. Đó, rau thì rau ghém, thì gồm cải với rau sống, rau thơm nữa cả nhà. Cái mình chấm này mình ăn. Đó thì em mời cả nhà ăn cơm cùng em nha. Bây giờ cũng trưa rồi cả nhà, giờ cũng 11 giờ mấy rồi, thì mình ăn cơm trưa thôi. Mời cả nhà ăn cơm cùng em nha. Con cá này nó bự, chắc nó dẻ thịt nó ngon lắm cả nhà. Em ăn thử miếng cá coi nó thấm không, nó ngon. Cá ngon cả nhà. Mắm hơi mặn.
hơi mặn đấy nha. Nói chung thì mình chấm rau mình kho không mặn, mặn cũng được. Ăn mắm nó có rồi rồi nghe mùi buồn dữ lắm cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ cắm rau nha cả nhà. Nay nắng mà mình ăn mắm vậy chắc chưa uống nước à, uống nước gì lắm. Ngon cả nhà. Bông súng chấm mắm cũng ngon nữa kìa. Cái này mà được có chuối chát đồ nữa kìa nha. Chấm ngon. Em thích chấm chuối chát. Ăn theo kiểu hồi xưa mình khổ, mình đâu có rau, mình cũng chấm chuối chát. Bông súng. Rồi quá. Rồi mà nhìn thấy gớm luôn đó nha. Ngon quá cả nhà. Lâu lâu á kho mắm ăn ngon. Em á thì em thích mắm với khô, thịt cá thì em không thích mấy. Em chỉ thích mắm khô. Mắm khô lại mê. Ngon quá. Trời này mà ăn cái gì mặn mặn vô rồi uống nước cảm thấy nó ngon dữ dằn lắm cả nhà. Bữa nay em ăn mắm chắc em uống nước dữ lắm đây. Em ăn mắm em thấy ngon rồi chắc hồi em uống nước dữ lắm. Uống nước khỏi chê luôn. Em nói chung em cũng mới làm cả nhà. Em quay có gì sơ suất cả nhà xem niệm tình bỏ qua nha cả nhà. Cũng xí xó cho em nha. Nói chung là em làm cũng không có bằng người ta nữa, nhưng mà thật sự em rất cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho em. Nói chung là em làm cũng không được giỏi bằng ta, nhưng mà điều cả nhà cũng thương em, cũng ủng hộ cho em nhiều, thì điều đó em cũng rất là cảm ơn cả nhà nha. Ăn rau ngon quá cả nhà, chấm mắm ngon. Ngon quá. Để em thưởng thức thêm một miếng cá nữa nha cả nhà. Thôi mình ăn cái đầu đi. Em thì em thích cái đầu lắm. Mà cái đầu bự quá. Cái đầu bự quá. Cái đầu bự ngon. Nhưng mà em ăn trước màn ảnh em mắc cỡ quá cả nhà. Em mời cả nhà miếng cá kho mắm nha cả nhà. Cá.
ngon lắm cả nhà. Cá bự thịt của nó dẻ, ngọt thịt, chắc thịt hơn con cá nhỏ, ngon lắm cả nhà. Mà hồi sáng em mua con cá này nó chết rồi cả nhà, chứ nó không có còn sống. Tại nói chung cá phi thì nó sống ở dưới nước chảy rồi, chứ nó lên bờ nước đứng là lên bờ là nó khỏi mặt nước là nó chết rồi cả nhà, nó không có sống. Em ăn hết cái cơm à. Thì thôi, buổi chia sẻ của em bữa cơm mà em làm món mắm kho với cá rô phi cả nhà, chấm rau. Thì đến đây cũng đã dài rồi nha cả nhà. Em xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an vô sự nha cả nhà. Thì cả nhà có yêu thương em cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh để em có nhiều động lực để em làm những video kế tiếp cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau nha cả nhà.